gió về này. Rồi khi nhớ khi mùa nhạt khóc, nước mắt nào giờ đã quên. Rồi khi đã say tình yêu mới, em có còn nhớ chuyện ngày xưa đó chưa? Yeah.
sẽ dành tặng cho tất cả quý vị các bạn trong buổi tối hôm nay. Bài hát này có cái câu cuối như thế này: có bao nhiêu năm để mà yêu nhau. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đội trưởng nha, mình đánh là chắc cái gì cho nó tương tự xíu ha, chắc twist đi ha, twist ha, rải cho nghe đội trưởng. Quý vị có thể giúp vũ cho ban nhạc chúng ta có tay thật lớn được không ạ? Sáng nay vũ vừa mới hát từ Hải Dương xong về cái núi quá là cũ luôn, nhưng chưa có thời gian tập với ban nhạc.
Bây giờ cô muốn nghe quý vị hát cổ nha. Là thế. Phải to vậy nha. Là ba. Được bao năm sống mà yêu nhau. Tuy nhiên khi về Việt Nam thì lại ít khi có cơ hội hát với nhau. Cho đến một tháng gần đây thì hai chúng tôi mới có nhiều cơ hội để mà hát chung sân khấu. Xin hãy giúp Vũ cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón người đạo diễn. Chờ một chút. Chờ một chút để chúng ta sẽ cùng gọi tên người nghệ sĩ tiếp theo. Đúng không ạ? Chưa thay đồ xong đúng không? Chưa sẵn sàng. Cần sự trợ giúp của anh Vũ ở trong kia. Quý vị thấy thế nào về phần trình diễn 4 ca khúc vừa rồi của ca sĩ Xuân Trường Vũ ạ? Anh Vũ ơi, em nói thật là đúng là một ca sĩ anh đang ở đỉnh chỉ sự nghiệp 15 năm ca hát. Nhưng mà chắc năng lượng của anh nó phải 60 năm nữa đúng không? Như ca khúc mà anh vừa hát. Cảm ơn em. Nói chung là lúc mà mới bước ra đây cũng rung lắm. Nhưng mà khi nhìn xuống thấy những khuôn mặt yêu thương của quý vị, những cái năng lượng tích cực, quý vị chuyển lên đây làm cho Vũ hết run hết sợ. Và nhất là uống vô một ly rượu là đã sướng rồi. Ly thứ hai là khỏi nói luôn. Nói chung là hát không biết mệt. Và ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây trong đêm nhạc không chỉ là trình diễn cho tất cả quý vị khán giả có mặt trong khán phòng, mà còn hướng tới một cái mục đích rất là ý nghĩa, đó là quyên góp ủng hộ cho bà con miền Trung. Không biết là với cá nhân anh Dương Triệu Vũ quan sát tất cả những gì trong thời gian vừa qua, anh có cảm nhận như thế nào? Vũ cảm nhận là người Việt Nam mình đúng là rất biết yêu thương nhau. Mình có một chút dư dả thì mình cho đi lại những người đồng nghèo của mình khó khăn hơn, thì những cái phước đức này sẽ không đi đâu hết. Vũ tin chắc chắn như vậy. Vũ rất tin vào luật nhân quả, cho nên Vũ cũng nghĩ là nếu chúng ta yêu thương những người đồng bào của chúng ta thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được yêu thương và sẽ được những phước đức, những cái lòng của chúng ta. Vâng, xin quý vị hãy dành cảm ơn một lần nữa cho ca sĩ Dương Triệu Vũ. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Thay đồ xong chưa? Ủa, ra hát chung không có đơn ca gì hết á, mệt ghê. Không biết gì không sao ra. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho người bạn diễn rất ăn ý, rất sexy, nóng bỏng, có đường cong rất đẹp của Vũ, nữ ca sĩ Minh Tuyết. Yeah baby. Thank you em. Bây giờ xin nghe lời chào thân ái của chúng chị và các bạn thân mến ạ. Quý vị ơi, con tiếp thấy đông nhưng mà vỗ tay nhỏ quá vậy. Con hãy cho em xin một tràng lớn hơn nữa. Thank you, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hello em. Hôm nay là tại gặp Dương Triệu Vũ sau một cái live show rất là hoành tráng. Dạ nguyện tại Sixth Sense. Dạ, đúng không? Hôm nay chị em mình lại tái ngộ lần nữa. Hôm nay Vũ muốn
đã lên sân khấu là không có chị em gì lên này hết á, anh em. Quý vị đồng ý không ạ? Tuyết ơi, hôm nay anh muốn hát với em một bài, em có đồng ý không Tuyết? Anh thích thì em chịu thôi. Bây giờ mình hát bài gì em? Anh muốn hát gì thì thường phụ nữ nên đứng trước đàn ông và nên cho đàn ông quyết định. Ok, vậy anh sẽ quyết định giùm em nha. Ok. Quý vị, anh nhạc cho em đô thanh. Thử nha. Nói chung bài này Vũ cũng chưa tập nhưng mà để hy vọng là nó trọn vẹn nha. Vũ phát một bài mà đẹp không? Ai biểu nói tôi quyết định chi? Đã cho quyền quyết định mà không chịu quyết định ráng chịu thôi. Đã được em. Lấy thử cái kia đi nha. Tự nhiên Vũ phát một cái bài mà chưa bao giờ Minh Tuyết với Dung Chủ Vũ hát chung hết á. Cho nên hơi sợ sai kia là chết. Bây giờ Vũ say thì có khả năng là đảo lộn bài đó nha. Nhưng mà nếu như mà có gì sai xúc thì bỏ qua cho quý vị đồng ý không ạ? Anh nó hại em cho anh 2 ly rượu. Em chưa ăn gì hết rồi gọi anh. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc anh dấu yêu. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
một người mà với em mới quen tưởng chừng như quen rất lâu, mới gặp như tưởng chừng mình đã gặp từ thời xa xưa nào đó. Và anh nhìn anh thì rất là có vẻ như là hơi khó chịu, khó gần, nhưng mà khi gần anh rồi thì anh rất là ấm áp và anh rất là nhiệt tình, anh rất là yêu thương và anh rất là hết lòng. Một người anh mà với Minh Tuyết thì có thể nói rằng là Minh Tuyết luôn luôn nói kiếm một người thứ hai như vậy không phải là điều dễ dàng. Vì vậy Minh Tuyết xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật là lớn để Minh Tuyết mời người anh đó ra đây. Lớn nữa được không ạ? Một tràng vỗ tay cho Giang Nguyễn Hương. Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn em. Mới sắp lộ sẵn rồi, khen quá à. Thank you.
sao mà không nghe tiếng vỗ tay lắm. Thì ra là có, nhưng ban nhạc vỗ tay, ban nhạc đánh lớn quá, còn cái người vỗ tay nhỏ quá nên không nghe. Sorry với quý vị. Đó là một cách chương trình rất là hay của các anh trai của em đấy, quý vị ạ. Ý anh trai nói là anh trai hát xong mà quý vị không có vỗ tay lớn, quý vị. Có, có vỗ tay cũng như thế. Không có, nhưng mà không lớn như mà anh em thì không lớn thôi. Tại vì người ta nói là con cá thì cần có nước, người ca sĩ thì cần tiếng vỗ tay. Cho nên nếu quý vị vỗ càng to thì anh nên hát tới khoảng 5 phút. Dạ, cho bạn thấy là nước không có cá, nước vẫn lớn ở trôi. Cá không nước, cá chết ngay. Còn chúng mình chính là cá. Chính xác. Okay. Cảm ơn quý vị đã đến đây thật đông đủ. Và cảm ơn Hương, chủ của chương trình này là cơm ông cơm tấm của ông đúng không ạ? Cơm tấm của ông đã tổ chức chương trình có ý nghĩa để cho Hương có cơ hội cùng với Minh Kiếp, chương trình của Vũ Hà để đến đây để phục vụ cũng như đóng góp chương trình. Xin cảm ơn Hương rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, và bây giờ thì cho phép Minh Tuyết vào trong sân khấu. Và xin lỗi Hương là buổi trưa Tuyết, tại vì hôm qua không có ngủ ấy, cho nên hồi trưa mệt quá nên xin ngủ một chút để tối có thể hát được, nên không có đến quán được, nhưng mà tối nay Tuyết có thể chơi tới sáng. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you, và một tràng pháo tay thật lớn chân đào Vĩnh Hương. Xin cảm ơn quý vị. Là chụp tấm hình đúng không? Chủ yếu là chụp hình thôi. Rồi, cảm ơn em. Ngay sau đây, mời quý vị lắng nghe với mong muốn cái chương trình mang lại những điều ấm áp với bà con miền Trung. Ngay lúc này đây, sau bão đi qua, những điều chúng ta cần làm là xây dựng, sửa nhà và xây nhà lại cho những người đã bị cuốn trôi nhà đều rất rất cần. Cho nên buổi tiệc ngày hôm nay cũng vô cùng ý nghĩa, và Hưng muốn tặng bài hát, những bài hát ý nghĩa đến chương trình trước, sau đó chúng ta sẽ tổ chức ăn chơi xong. Bài đầu tiên mời quý vị lắng nghe ca khúc Vùng Trời Bình Yên với các chàng trai đến từ Sài Gòn, vũ đạo bước nhảy. Xóa hết những
tình cờ tình yêu như khúc ca từng một bên trong em dù là xa tất nhiên buồn vui làm ngỡ trong ngày mới đang say tình dấu ngọc vỡ nắng lên qua hàng cây gió mơ màn đùa làm lỡ đàn hương vút chân vội hạnh phúc nắm tay ta về cùng trời bình yên nắng lên qua hàng cây gió mơ màn đùa làm lỡ đàn hương vút chân vội hạnh phúc nắm tay ta về cùng trời bình yên nắng lên qua hàng cây gió mơ màn đùa là nơi đàn hương bước chân quê hạnh phúc nắm tay ta về cùng trời bình yên còn hát theo bài nào hát tiếp xin cảm ơn quý vị rất nhiều và sau đây là bài hát yêu em cả trong giấc mơ.
chuyện nhiều. Cảm ơn các em của đoàn Bước Nhảy. Và sau đây mời quý vị lắng nghe một ca khúc rất quen thuộc và Hưng tin chắc chắn là ai cũng sẽ hát theo được khi em đến gần quý vị hát chung với Hưng nhé. Mời quý vị lắng nghe bài hát Quê Hương. Tôi sẽ bán bài đế khúc này theo lòng hảo tâm của quý vị và mê thứ nha anh em ơi. Tình thương sân ngang ngang phương
đời. Còn hại tình sáng suối thì ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu ngắn đêm sẽ hoàn tê thầm hàn bên nhau phút giây thề, sợ ngày mai cách xa nhau, sợ đổ tàn ngừng, sợ tình chia hai lối. Thì tôi chỉ xin anh, nếu yêu mình nên thật lòng. Yêu thương, thương thương nhớ nhớ ta thường. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buồn qua tim. Anh đêm thật buồn, cô đơn càng xem mướn. Nhớ mưa thật nhiều, ngày thầm gọi tên thôi. Đã lâu rồi, tôi lứa cách đôi nơi. Tôi sẽ xưa còn hai. Trường tươi em coi còn học nữa hay ra đi từ lỗ nhà không về này có tiền mà. Tự nhiên lo nói chuyện quên lời nó tiêu. Đã lâu rồi đôi lứa đôi nơi, tôi sẽ sương còn hay mất. Mai trường tươi, em coi còn học nữa, hay ra đi từ lúa nào? Ngày xưa đó, ta hay nói siêu nhau, khi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi, em anh không gặp nữa. Bao yêu thương và nhớ anh đem trên đêm thơ vào những đêm buồn. Mưa mưa rơi từng cơn mưa triền miên trên đồi khuya lòng ai thương nhớ vô biên. Thương thương em ngày đó em nhìn anh mắt quen sầu không nói bên đâu xa. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa lành khi lối sông còn đổ mình. Người như
còn